Sáng ngày 15 tháng 7 năm 2014, tại thành phố Huế đã khai mạc triển lãm giới thiệu 400 hình ảnh, tư liệu và hiện vật có giá trị lịch sử, pháp lý, mang tính thời sự cao về chủ đề Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Triển lãm được trưng bày theo 5 chuyên đề Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, sức mạnh của Hải quân Nhân dân Việt Nam, đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, cả nước hướng về Hoàng Sa, Trường Sa, những tuyên bố khẳng định chủ quyền và độc lập tự chủ của dân tộc. Không gian 300m² của Trung tâm Văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế, 41A Hùng Vương, thành phố Huế, ngập tràn hình ảnh, tư liệu và hiện vật về chủ quyền biển đảo Việt Nam, bao gồm các châu bản Trường Nguyễn, bản đồ, câu trích, tranh cổ động về biển đảo. Đặc biệt trong đó có những hình ảnh về hoạt động của lực lượng chấp pháp và ngư dân Việt Nam trên vùng biển Hoàng Sa từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981, được in màu và đen trắng sinh động do Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển và các cơ quan báo đài cung cấp. Cũng tại buổi khai mạc, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Viễn thông Thừa Thiên Huế đã trao 55 triệu đồng ủng hộ đồng bào, chiến sĩ Hoàng Sa, Trường Sa. Trong thời gian triển lãm, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh còn chiếu phim tư liệu về chủ quyền biển đảo, về Hải quân Nhân dân, lực lượng Cảnh sát Biển và Kiểm ngư Việt Nam, về cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc của lực lượng chấp pháp và ngư dân Việt Nam tại khu vực Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan. Triển lãm sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 7 năm 2014.